Rồi, ok, hello các em, và chào các em đã quay trở lại với channel của mình. Chào cả chị em luôn nhá. Thì đấy, anh em, mọi người thấy không? Hôm nay nhá, mình đã rời bỏ căn phòng đấy, vốn quen thuộc để quay các video cho mọi người xem. Mình đã đến một bờ biển đấy, nắng vàng và có rất nhiều những kiểu là mọi người xung quanh đâu. Mình muốn ấy, hôm nay là một video về chủ đề Q&A, là chủ đề trả lời những câu hỏi về bản thân mình mà chưa giờ mình làm cả. Thế nên mình muốn gọi là thay đổi một chút. Dù sao thì cũng là chúng ta đã gắn bó với nhau khoảng 4 đến 5 năm trên cái chặng đường làm YouTube rồi. Và đến ngày hôm nay thì đã bắt đầu có một cái thành tựu ban đầu, đó chính là 1 triệu người đăng ký. Thật sự là rất là vui. Đấy, thì ok, giới thiệu không dài dòng nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi. Ten ten ten. Mình sẽ trả lời trước những cái câu hỏi mình nhận được rất nhiều, đó chính là anh tên gì này, anh bao nhiêu tuổi này, anh đang học ở đâu này, chiều cao cân nặng các thứ này. Thì ok nhá, hiện tại cái tên thật của mình ấy, tên của mình Thành. Thì cái việc mà mình tên là Thành thì mình nghĩ là mình cũng đã nói rất là nhiều lần rồi, nhưng mà có thể là mọi người không để ý. Thì tên đầy đủ của mình là Nguyễn Quang Thành, ok. Mình sinh ngày 26 tháng 5 năm 1996, tức là hiện tại mình đã 24 tuổi. Ngoài ra anh có thể tiết lộ thêm chiều cao và cân nặng cũng như số đo ba vòng của mình không? Về chiều cao thì mình cao 1m70. Nói chung là cũng không được cao lắm đâu. Cân nặng thì khá lâu rồi mình chưa cân, mà mình đoán là chắc khoảng xấp xỉ 5 năm hay là khoảng 60 cân gì đấy. Ok, và sau khi đã đạt được 1 triệu sắp thì không biết là anh có những mục tiêu gì trong tương lai ạ? Về chuyện mà đạt những mục tiêu sau trong tương lai khi mình đạt 1 triệu sắp thì đầu tiên nhá, mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình để mình đạt được 1 triệu sắp. Và nếu như mọi người vẫn yêu thích các video mình làm thì đừng quên là nhấn vào nút đăng ký kênh để giúp mình đạt được 1.100.000 người đăng ký nhá. Được rồi, tiếp theo là nói về những mục tiêu trong tương lai thì mọi người có thể là không biết, thì hiện tại mình ngoài việc làm YouTube ra thì mình có đang học tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, chuyên ngành kiến trúc. Tức là sau khi mà tốt nghiệp thì mình sẽ trên con đường mà học tập để trở thành một kiến trúc sư. Rồi, và câu hỏi tiếp theo là trước khi anh đến với YouTube thì anh đã từng làm những công việc gì? Rồi, câu này là một câu rất là hay này, nó lại khiến mình gọi là hồi tưởng đấy. Thì trước khi mà đến với YouTube ấy, thì nói thật là cái hồi đấy mình vẫn chỉ là đang đi học thôi. Thế nên để nói về những cái thứ mà mình đã làm trong cái thời gian đi học thì mình nhớ là hồi tiểu học ấy, mình đã giữ rất nhiều chức vụ kiểu máu mặt. Đầu tiên là bàn trưởng này, lớp trưởng này, sao đỏ. Uầy, nó lại gọi là cực kỳ ngầu luôn. Đấy, và nói về một cái gọi là cái thời xa hơn nữa, tức là thời còn bé, mình đã mơ đến là mình sau này lớn lên mình sẽ mong muốn là mình được làm công an này. Mình được làm kiểu bác sĩ này. Và rồi cái kinh điển nhất là mình mơ mình làm siêu nhân anh em ạ. Nhưng mà rồi đấy, em thấy đấy, sau khi lớn lên thì mình làm YouTube. Và rồi mình còn học cả kiến trúc sư nữa. Để một cách chính xác nhất thì chắc là mình vẫn sẽ tiếp tục làm YouTube và hoàn thành nốt cái chương trình học của mình. Thì đấy, tiện đang nhắc lại kiểu hồi tưởng lại về cái thời gọi là ấu thơ tuổi thơ phải không? Thì mình nhớ là cái thời đi học ấy, thề luôn có những cái kỷ niệm mà nó cay vãi cả lìn anh em ạ. Đó là đầu tiên là về cái kỷ niệm người ta gọi là phần thi anh em, tức là thi học kỳ hay là thi kết bài ấy. Đấy, kiểu nó như này này. Trong giờ học cộng này, cô trò mình cùng đi cộng lại về phép cộng để giúp các em cộng chắc hơn. Về cách cộng, cô trò mình cùng đi cộng qua các bài tập cộng sau đây nhé. Đấy, ngoài cái việc mà kiểu như là thi thố nó khó chịu ra thì cái thứ hai ấy, đó chính là cái việc mà chép bài anh em ạ. Thì nó lại kiểu như thế này này. Ok, chào mừng các trò đã đến với tiết hóa của thầy nhá, và chào luôn các chị em nhá. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên, đó là H2 cộng O2 thì bằng 2H2O.
Rồi, buổi học hôm nay kết thúc. Anh em chép nhanh nhá, tôi xóa bảng đây. Thì đấy, nó cay anh em ạ. Chả hiểu kiểu gì. Lúc đi học thì kiểu vậy, các cô dạy mình nhá, cái kiến thức như kiểu là 1 cộng 1 thì bằng 2 đúng không? Nhưng mà đến lúc đi thi lại bắt mình giải đạo hàm. Điều ai mà làm được. Ok, và câu hỏi tiếp theo. Anh có định làm vlog hay là livestream không? Về cái vấn đề làm vlog hay là livestream thì nói thật, riêng về vlog ấy là cái thứ mà mình chắc chắn sẽ làm. Còn cái thứ hai là về mảng livestream, mình cũng đã có nghĩ trong đầu về cái vấn đề này. Thậm chí mình còn đã được cái thời mà những cái nền tảng như là Nonolive phát triển ấy, thì mình cũng đã nhận được những cái hợp đồng từ bên Nonolive gửi qua cho mình để mình sang livestream bên đấy. Thì nói thật là mình đã rất là suy nghĩ việc này, tại vì mình sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn và sẽ có thể gọi là tương tác với mọi người nhiều hơn ấy. Nhưng mà khổ cái là mình không có đủ thời gian. Kiểu như vậy, trong tương lai nếu như mình có nhiều thời gian hơn thì chắc chắn là mình sẽ livestream rồi. Câu hỏi tiếp theo là anh có quen và chơi cùng với ai trong giới YouTuber không? À, câu này à, tất nhiên rồi, mình làm YouTube thì mình sẽ có quen và cũng có chơi. Nhưng mà nói thật thì do là mình không làm kiểu streamer ấy, thế nên là những cái người làm trong giới streamer thì mình quen rất là ít. Còn để về trong YouTuber thì mình cũng có quen một vài người. Đầu tiên là Dương FG này. Thằng này thì là mình gọi là quen nhất, tại vì ở gần nhà mình mà, hai đứa ở gần nhà nhau. Tiếp theo là một YouTuber thứ hai, đó chính là Dũng Senpai và cả Vũ Lít nữa. Đây là ba người mà mình có quen trong giới YouTuber. Còn ngoài ra thì cũng có một vài YouTuber khác, nhưng mà thực ra thì họ làm ở những cái mảng khác ấy, cho nên là mình cũng không tiện kể tên đây. Và câu hỏi tiếp theo là tại sao avatar của anh lại là hình con một chú chó, và tên kênh của anh có ý nghĩa gì? Ok, với câu này thì sẽ chỉ là một câu trả lời và kiểu như là tại sao lại là avatar trước đi nhá, thì tại sao lại là con chó đi. Ừ, mình cũng không hiểu là tại sao mình đã đặt làm con chó là avatar. Nhưng mà mình nhớ ấy, là cái thời đấy mình kiểu sau khi mà mình đang kiểu đi tìm những cái gọi là cái hình ảnh để làm avatar trên mạng ấy, thì mình tình cờ tìm thấy được mặt của cái con chó Doge đấy. Thế là mình thấy nó buồn cười quá, thế là mình mới đặt avatar. Vấn đề thứ hai là tại sao anh lại đặt tên kênh là Pop Rose. Thì đầu tiên nhá, cái lịch sử tên của mình nó sẽ gồm 3 giai đoạn. Đầu tiên, cái thời khai sinh nhất nhá, là tên của mình đặt là Hi Bros, tức là kiểu xin chào anh em ấy. Đấy, thì mình đặt Hi Bro, nhưng mà về sau mình đổi, mình không muốn là Hi Bro nữa, mình đổi sang thành Pop Bro, tức là nó chưa có chữ E như bây giờ. Nhưng mà sau đấy mình lại thấy là Pop Bro nó mới có chỉ có 7 chữ thôi, thì nó không được phong thủy cho lắm. Thế là mình mới thêm chữ E vào để cái chữ Rose đằng sau ấy, cái chữ Rose ấy, đấy, nó đổi thành chữ Rose. Thì tổng lại là Pop Bro nó sẽ có 8 chữ, thì nó sẽ là phát. Nếu như thế thì nó sẽ phong thủy hơn, ok. Chứ còn về ý nghĩa thì nó thật là nó không có ý nghĩa gì cả. Ok, và câu tiếp theo là trong các chuyên mục bạn đã từng làm thì chuyên mục nào bạn cảm thấy tâm đắc nhất? Wow, câu này hay đấy anh em ạ. Thì với câu này này, mình có thể kể ra ngay, không phải là một chuyên mục mà là hai chuyên mục. Cái đầu tiên là cái chuyên mục mà đưa mọi người đến với mình nhiều hơn, đó chính là Minecraft, và cụ thể hơn là chính là Minecraft One Piece. Thì cái Minecraft One Piece đấy, đến tận bây giờ vẫn có rất nhiều người hỏi mình là anh ơi, anh có định làm lại không? Nhưng nó thật là hiện tại là mình chưa có ý định làm lại Minecraft hay là Minecraft One Piece gì cả. Tại vì mình cảm thấy như là hiện tại ấy, mình chơi Minecraft thì nó không còn hợp nữa rồi, tại vì có rất là nhiều kênh khác đã làm những cái nội dung rất là hay. Và tiếp theo, cái chuyên mục thứ hai mà mình thích ấy, đó chính là chuyên mục Thử thách cấm cười. Cái quan trọng nhất ấy, là cái chuyên mục này mọi người rất là yêu thích ở channel của mình. Thế là mình nghĩ là nếu như mọi người đã yêu thích một cái chuyên mục đến như vậy rồi, thì mình sẽ cố gắng duy trì nó. Tại vì nó đem lại tiếng cười, nó đem lại niềm vui, nó giúp mọi người cảm thấy thoải mái đầu óc sau khi học hành, đúng không? Sau khi thi cử thì nó là một chuyên mục rất là tốt, thế nên là ok, đây là thực ra ấy, đây mới chính là cái chuyên mục mà mình thích nhất. Còn cái chuyên mục mà đã đưa mọi người đến với mình ấy, thì nó là Minecraft One Piece. Ok, và câu tiếp theo, anh có bạn gái chưa? Ủa ơi, thề luôn đấy, mẹ câu này khỏi khó phải cả lèn ra đấy nhá anh em này. Anh em thấy đấy, mình đi học
và học kiến trúc nữa, mà học kiến trúc thề là vất vả vãi lìn luôn. Thêm nữa là mình nhá, suốt ngày ngồi cắm mặt vào máy tính đấy, suốt ngày ngồi quay video như thế này đấy, thì làm gì có thời gian hẹn hò, làm gì có thời gian tìm hiểu, làm gì mà có thời gian yêu đương, đúng không? Mọi người thấy đấy có đúng hay không? Và thêm một nữa này, một điều rất quan trọng này, anh mọi người nghĩ xem, liệu rằng có một cô gái nào sẽ bỏ thời gian ra yêu một thằng như mình đấy, suốt ngày ngồi cắm mặt vào máy tính các thứ đấy, anh em nghĩ xem liệu có hay không. Thậm chí đến cái mức ấy mà mẹ mình bảo là nếu như mà mình có người yêu nhá thì có mặt trời sập nhá. Đấy, đến mức đấy cơ mà. Ok, và câu tiếp theo là có anh già bao nhiêu cm? Ui, thế để trả lời cho câu hỏi này nhá. Đây này. Ok, và đến với chuyên mục thứ hai, đó chính là chuyên mục hỏi nhanh đáp nhanh. Đây là những cái câu hỏi lẻ của mọi người nhưng mình cảm thấy nó rất là hay. Thế nên là bây giờ nhá, câu hỏi lên cái thì mình sẽ trả lời nhanh chỉ trong 5 giây thôi. Ok. Bắt đầu. Bạn Tài Nguyễn có hỏi là anh đã từng ăn cắp tiền của mẹ đi chơi net chưa? Rồi. Bạn Anh Duy có hỏi anh ăn gì mà đẹp trai thế? Ăn đầu. Ui giời ơi, chắc là mình ăn đầu. Không, ý mình là ăn cơm ấy. Bạn Xuân Từ ZSM có hỏi anh ở đâu, cái anh hay xuất hiện trên video của anh là ai? À, mình thì ở trái đất thôi, còn thằng hay xuất hiện với mình thì là bạn mình. Tất nhiên khỏi bạn trai rồi. Bạn Diện Khang có hỏi anh có định làm video với thằng bạn anh nữa không? À, chắc chắn là có. Bạn Nguyễn Thiên có hỏi anh có nuột không? Nuột à? Ý em là bỏ anh có ngon không gì? Ngon hay không thì em phải thử thì mới biết được. Bạn Minh Đúc Đặng Ok, mình xin đính chính lại, bạn ấy tên là Minh Đức Đặng. Xin lỗi nha, nếu như bạn mà có xem được video này nhá thì thằng bạn mình nó đọc nhầm đấy. Đấy, cái tên nó gây ra hiểu nhầm lắm anh em ạ. Ok, bạn Minh Đức Đặng có hỏi Instagram của anh là gì? Instagram của mình à? Instagram của mình thì ok, mình sẽ chèn ở bên dưới phần mô tả nhé. Bạn STD Chanh có hỏi em muốn làm YouTube như anh thì phải chuẩn bị những gì, mong anh trả lời ạ. À, đầu tiên nhá, để muốn làm YouTube ấy thì thật sự là các bạn phải có cái niềm đam mê với nó đã, cái niềm yêu thích đã, và sau đó thì hãy làm đi. Còn để cần những cái gì thì tất nhiên là bạn phải có máy tính hoặc là để phải có một cái điện thoại để quay rồi thì mới làm YouTube được. Ok. Bạn Hùng Lâm có hỏi, cho em hỏi lúc anh làm YouTube đến giờ có gặp khó khăn gì trong công việc không? Thật sự thì khó khăn thì rất là nhiều, và khó khăn nhiều nhất ấy chính là việc mà mình không thể cân đối thời gian giữa việc làm YouTube và việc học. Thế nên ấy là thật sự là rất là khó khăn. Bạn Thùy Anh Nguyễn Phạm có hỏi em có một câu hỏi là anh có định đặt biệt danh nào đó cho những người yêu quý anh là fan của anh hay không? Ẩn bớt. Anh chà, câu này cực kỳ hay nhá. Những câu trước thì mình đã trả lời hết rồi nhá. Còn câu cuối là liệu rằng mình có định đặt biệt danh cho những người yêu quý, đại khái gọi là fan đi, một cái biệt danh gì đó hay không? Giống như kiểu là anh Độ thì có biệt danh là kiểu tộc trưởng và đấy. Thì thực sự là vấn đề này mình vẫn đang tiếp tục suy nghĩ, và mình có thể là sẽ thông báo cho các bạn khi mình đã nghĩ ra một cái tên nào đó đủ hay. Ok. Được rồi, và chuyên mục hỏi nhanh đáp nhanh như vậy là kết thúc. Do là có một vài câu hỏi các bạn gửi đến nó khá là hay, nhưng mà nó lại không thuộc vào những cái mục mà mình đã vừa trả lời như trước. Thế nên là mình làm thêm một cái chuyên mục hỏi nhanh đáp nhanh. Ok, thì đây là lần đầu tiên mà mình làm chuyên mục Q&A hỏi đáp để gọi là chia sẻ thêm những thông tin về mình, những cái gì mà mọi người đang tò mò về mình. Thì nếu như mà có cái gì mà sơ suất thì rất mong là mọi người có thể bỏ qua. Và nếu như mà còn những câu hỏi nào mà chưa được lên sóng ấy thì mà anh em vẫn muốn tò mò, vẫn muốn hỏi mình thì vẫn có thể là comment ở bên dưới video này, và mình sẽ trả lời những câu hỏi đấy ở video sau, ở những video sau mà mình đăng lên. Ok. Được rồi. Thì nếu như mà mọi người cảm thấy yêu thích những cái video mình làm và vẫn muốn mình tiếp tục làm những cái chuyên mục hay ho để gọi là cho giúp mọi người giải trí, thì đừng quên là nhấn like cho video và có thể nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể giúp mình sớm đạt được 1 triệu 100 nghìn người đăng ký nhá. Ok. Rồi, còn bây giờ thì bye bye. Mình bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi tắm ấy các em ạ. Uầy, em thề luôn ấy, bãi biển tầm này nó mới gọi là mướt mượt mượt. Ok nhá, thì hẹn mọi người ở video sau. Bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.